Công tôn Ok, gia đình nhà Xã Sệ mời cả nhà ăn trưa nhé. Hôm nay thì nhà Xã Sệ có một món đặc chủng thôi. Trang chưa được ăn món này bao Đó giờ là đấy. món chim câu. Ngon. Chim Chim câu câu. xào. Xào Mắm rồi là rau răm. đây gọi là chim câu xào răm Mình thì nó mới là chuẩn. nhập Đấy, xong cả rồi nhà nhìn mình này. chuẩn. Đĩa chim câu rất là ngon luôn. Ngon Wow, rất là tuyệt vời này. không? Đấy. Rồi, con mời Bu. Mời hai ba chị em nha. Ừ. Và món nữa là món bánh tét của Sài Gòn, gọi là của miền Nam đấy, nhưng mà ngoài Bắc mình gọi là bánh nếp, nhưng nó khác nhau hoàn toàn, nó giống nhau thôi, nó tròn tròn giống nhau thôi cả nhà này. Bánh chưng. Đấy, ở ngoài Bắc mình gọi là bánh chưng, trong Nam thì chắc chắn nó sẽ là bánh tét rồi cả nhà này. Đấy, dán lên vàng rộm. Ui giời ơi, đây là món cà. Toàn Món với cà mắm này đường này, theo Sài Gòn đấy. cà này là cà kiểu miền Nam này, ăn rất là ngon. Lai 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 Hải Phòng, lai quê vợ tớ. Và món khoai nướng cả nhà này. Đấy, Mật. khoai mật nướng. Hôm nay thì rất là sướng, Bu hôm nay là Bu sướng nhất, bởi vì là địa chim ở gần chỗ Bu. Mọi đấy dậy gấp, mà mọi khi này cứ bảo là không biết là tại sao là cứ để xa chỗ Bu ra, thế chứ lại toàn để rau cỏ. Thôi nhưng mà ăn cái này là phải có ấy, Tương cái này phải có tương ớt. Nói thật với mọi người là Bu mình bảo là ăn cháy thì nắm con, mà ăn hòn thì nắm cháu. Bát cơm của mình lúc nào cũng là rất là nhiều cháy. Đó. Ăn cháy nắm con, ăn hòn nắm cháo. Đây là món tương ớt để chấm miếng bánh này. Đây cả nhà này. Đây nha. Sẽ chấm, sẽ thử ăn nhưng mà xem rất là giòn như cả nhà nhé. Giòn dã man luôn. đó. Nó về cái miếng này. Thế là đầu. Cả nhà thấy giòn không? Rất là giòn đúng không? Chia lại bảo bán để cho hai con nữa. Nó rồng rộp. Cả nhà thấy món chim câu con xào ngon lắm. Lợn thì còn nuôi bằng cám các thứ. Ăn này á rất là yên tâm. Yên tâm luôn cả nhà. Người ta toàn nuôi bằng thóc nhà bố nhỉ. Từ hôm đấy không nghĩ ra chim câu cơ. Không thì đã mua cho bà ấy. Bà Trâm. Vâng, Bà mang Trâm vào có trong. mang ra đây ngay. Ha. Thì bà không có. Chắc không có. Ừ, Nay bà ta Trâm. sẽ cầm cái mic để ăn cho cả nhà thưởng thức cái món chóp chép cho miệng. Bà Trâm là cứ có chim to một cái là mang ra mời ngay. Ngon không cả nhà? Quá là ngon luôn. Mình ạ. Mua nào tinh mua. Ngon. Tinh mua giá Tào cao khô bà. Bảo không ngon. Vâng. Mua cho thuê. Tôi mua giá cao cho bà. Chiều bà ấy bảo cứ coi đâu là gắn. Đấy, cả nhà Bu mình là cũng biết tếu. Xong nó lại cười. Ngon đi, món chim ngon. Bà sao con đi ra chợ người ta cứ thi nhau gọi con. Hai ngoại Thủy ơi, Thủy mới sang chợ là mua cả chợ. Lớn thật bé. Giới thiệu với mọi người là ở bên trong cái bánh này ấy, thì có nhân thịt với cả đỗ xanh thôi. Sáng nay thằng đấy, Cường rất là nó gọi ngon. con mua khoai cho rồi. À, anh thấy hai tải khoai mật nó để bên ngoài. Mật em mới lấy hôm qua. Nó gọi em mua khoai sọ. Vì là nó lấy về cho bác lời. Lấy nhiều quá. Nấu nấu canh thôi. Khoai sọ mình là hay ăn rồi. Khoai sọ cũng ngon. Ngon rồi. Hôm qua bà bánh ghim bà cho mấy tập đó. Quên. Không luộc khoai đấy cả. Khoai kia ngon hơn nhỉ. Khoai đấy nó có dựa nhỉ. Phải hết dựa xuống thì nó mới bỏ cái đĩa hoa này. Quả ra đây em. Đưa đủ chín cây đấy. Nhà bà ấy. Cây. Nhà bà ấy bán rồi đấy. Nói chung là bà tính. Ở quê Sệ thì cái gì cũng đều là quê làm ra.
hàng xóm láng giềng có gì mang hết mà có gì là mang sang là nhà sẽ xệ ăn được cái gì là cân hết à. Thì toàn là đồ sạch không sợ. Chiều nay ăn cả cà xào cà tím, chiều nay ăn món cà tím này cà bung. Ok đây, vợ sệ vừa gắp cho sệ cái đầu chim này cả nhà. Cái gì cứ không ngon là vào bên sệ hết. Nói đầu chim câu đó, đầu chim câu. Làm thạch con cái Linh ăn ngon quá. Quay ra mẹ được, mẹ được có 2 miếng. Chiều bà làm chim vừa vặn nhỉ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sẽ nấu chim theo kiểu cả một gia đình ăn và đúng yêu cầu. Yêu cầu của cậu. Bởi vì là bình thường ấy, sẽ nấu cái món chim này ấy, chỉ có là hành khô thôi. Xong rồi ăn rang rang quắt đi. Xong là rang hơi quắt một tí ăn nó ngon. Như đây này. Ngon đâu nhưng mà mình không thích ăn kiểu đấy bạn ạ. Không biết thế nào nhưng hôm nay là một người vì bốn người. Cho nên là sệ đã phải nấu theo đúng yêu cầu của bà Vu Thu Thuy. Cụ Bu mình thì kiểu gì cũng được. Đấy, con dai nấu kiểu gì Bu cũng ăn được phải. Không phải là ba phải mà Bu dễ ăn. Con dâu nói Bu ba phải nhỉ. Thế không được đấy là xin ba... lỗi Bu đi. Không thể nói là ba phải được. Bu dễ ăn. Thế nào cũng được. Bu dễ nuôi. Chết rồi. Chồng ơi, em phải phao câu hay sao á? Không có phao câu đó. Nào thì đầu, nào phao câu nó cứ cho hết. Con rau ăn nó thơm nhỉ. Mà con mới Bu các loại rau ăn được nhỉ. Ăn sao rau ăn nó thơm. Có anh không ăn được nhiều món rau trong cái gia vị trắng. Sợ sệ là ăn uống nó hơi thiệt thòi. Nhiều loại không ăn được. Nhưng mà không ăn được vẫn nấu ăn được cho mọi người. Ăn thì thôi cái gì. Cái món chim câu này còn xào với cà rất là ngon đúng không chị? Chim câu xào với cà, cà muối rất là ngon luôn. Mà hôm nay không nhớ ra có cái cà muối này. Đấy. Lại chân nữa. Thôi thì em cho anh ăn chân thì em lại cho anh ăn rau đây. Anh cho em ăn rau đây. Lại xương này, cánh này. Đấy. Cái gì không ngon là sẽ nhận hết. Không như hôm nay là đúng là món tủ ấm ra nhỉ. Ngon. Đúng tủ thì ngon. Ai cũng ăn được. Không sợ này. Đừng muốn đi không? Không phải. Chia sườn cho nước Mỹ. Nước Mỹ bảo bác Thảo mới mua hơn 1 cân. Cái ông không chốt. Ông bảo ôi giời ơi, cung cấp thực phẩm hết kia. Đến bao giờ mới ăn hết chỗ sườn đấy. Em đi đường Thượng à? Nhà anh Dư. Chỉ có đi đường đấy thôi, đường kia mà. Đường kia không đi được, đường to thôi. Mọi khi thì đi tắt Nàng Thượng được. Đường đấy không tắt, à nó không chốt à? Có chốt. Đấy, chốt ở đấy đấy. Mà chốt ở đấy mới là chốt của làng. Có nghĩa là của làng chị Thảo ấy. Còn chốt bên kia nó lại là chốt của ấy. Chốt của Nàng Thượng và thì chị Thảo cũng không lên là chốt Nàng Thượng được. Làng nào ở làng đấy. Làng đau thì làng đau hết. Chỗ nhà Mohamed Sara hôm nay là thấy chặt hơn rồi. Chặt hơn rồi à? Can tội cứ chui mà. Lại thêm 2-3 cái que nữa rồi. Phải đi gậy nữa rồi. Không để lọt. Sao giống qua. Vâng. Chiều qua. Đấy mới trêu bảo là chắc là phát hiện. Bà chắc ông Vân chui nhiều quá. Bà chắc vẫn phải đi đồng. Đi quanh nhà ông Thưởng. Dạ. Đi quanh nhà ông Thưởng. Quanh nhà ông Thưởng thì cũng có phải khai báo. Chắn. Thì mới bảo đi quanh nhà ông Thưởng chui được. Vâng. À bà chắc thì vẫn chui được, không cần chui được. Bà chắc thì vẫn chui được. Nhưng mà người lớn chui là khổ. Mình chui là phải bò. Bây giờ ông bà đi bộ mất chui thì mà đi vòng thì đằng đấy xa. Xa quá. Như làm nào được. Phải như thế mà. Quả thế được.
món cà này rất là ngon cả nhà. Món cà này là món cà Campuchia. Đó. Cà gói với cả một miếng chim câu. Ăn là thơm nó ngậy nhỉ. Bonnie, ăn hết đi đừng để đến tối, tối ăn dai lại mất ngon. Cái gì ăn một bữa là ngon. Thì những cái món kho á, mình kho đi kho lại là ngon. Chết nguy hiểm quá. Ông xã Búc thì đang nên có con. Búc thử miếng cà á, ăn với cả nướng nha, thấy ngon lắm. Cái cà này mà ăn tóp mỡ cũng ngon mà chị Tài. Kẹp miếng tóp mà ăn miếng cà ngon lắm. Không ăn được cà. Chị ăn là ho đúng không? Không phải ho mà ăn tận mỏng. Nhưng mà vẫn làm cà cho chồng con ăn nè. Vẫn ăn được. Nhưng ăn vào là nó chậm lòng là ngon lắm. Vẫn ăn được nhưng mà thích ăn mà nó ho, ăn nó đầy. Ăn nó nhiều. Quá ngon, nhưng mà thôi cô ấy làm gì? Thôi vì mình sợ béo, thì mình còn mặc váy. Ăn đi. Ăn thoải mái đi, ít nữa hết giãn cách cày lại gầy ngay có gì đâu. Không phải, suy nghĩ như thế. Như thế này. Thì đã lên nè, không phải giảm. Anh lên anh có giảm được không? Được. Quyết tâm không đấy, anh quyết tâm. Anh vẫn giảm được, chị xem nửa bát thôi. Như chị ở nhà chị lại trả lên cân bằng đi chợ. Như thế. Đó, xuống được một cân. Không ở nhà nữa. Vậy anh gặp nhiều lắm. Giòn mà ngon, rất là ngon luôn cả nhà. Đi chợ kiểu cứ đà đáo suốt ngày. Mỗi người miếng, mỗi người thứ. Ăn luôn mồm. Quay bà móm lên ha. Bà móm có mang ra tiếng động cho mọi người nghe này không? Cắn được tí tí này. Trang ăn theo kiểu Nghệ An. Bánh chưng chấm nước mắm. Mắm. Thôi về cả nhà. Bát. Hôm nào cũng chạy được tiền. Đủ tiêu chí không bao giờ mới ăn quá lâu. Đây là lý do tại sao bạn ngồi vui. Chị tôi có lúc bảo lúc nào cũng bảo là sao nhà chị nhiều đồ ăn ngon thế mà chị không béo. Không béo mà giòn ít mọi người. Không bao giờ để mình béo. Mua cái đũa thì cần hung bở. Bánh chị ăn làm rồi mà không phải mua đâu. Ngon nhỉ? Sống mặt xa, ngon xa. Làm ít. Này nhiều cơm quá rồi. Bỏ bớt đi. Cũng anh em mấy bát rồi? Một, hai nhan ba. Đất tài. Đất tài. Cô lấy đất tài rồi. Ăn đi cho hết này đi cô Trang ơi. Ăn nhiều hơn ở nhà. Ăn đi ăn hết cái này đi đừng. Nhiều hơn ở nhà đấy. Nhà mấy bữa ăn đừng ngon. Cố. Ngon giúp ăn ngon. Tư tưởng là